Kính bạch sư cho con hỏi, một người phát nguyện thực hành 10 ba la mật cho đến khi nào thành tựu hạnh giải thoát, như vậy trong những đời sau làm sao để người ấy vẫn tiếp tục duy trì thực hành mà không bị các danh lợi sắc của thế gian làm che mờ quên mất việc tu hành? Thưa quý vị, đó là lý do mà Bồ Tát của chúng ta giai đoạn đầu, giai đoạn phát nguyện trong tâm, Ngài là bậc nhanh nhất cái nha, nhanh nhất mà Ngài tốn đến 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Thời gian bỏ ra nó rất là lâu dài. Cái thời kỳ trải qua suốt thời kỳ, nói chung kể từ khi phát nguyện trong tâm cho đến khi mà được Phật thọ ký và chứng thành quả vị chánh đẳng giác á, là trải qua 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, thời gian rất là dài. Rồi thời gian, hoặc nói một cách khác á, là thời gian phát nguyện trong tâm gặp 500.000 vị chánh biến tri, thời gian phát nguyện thành lời đó trải qua thời gian là 12.000 vị chánh biến tri, và thời gian được Phật thọ ký á, là trải qua tối thiểu là 27, tối đa là 27 vị chánh biến tri. Tại sao trải qua dài như vậy? Một phần là để vun bồi ba la mật, một phần á là do tu vẫn còn kém, cái phước còn kém, cái ba la mật còn kém, cái chuyện tu còn kém, cho nên thì có những kiếp thì vẫn trôi lăn trong dòng sinh tử. Chính bởi vì như vậy đó là cái thời gian rất là dài. Thì cái kiếp nào á mà mình tỉnh thì mình tu, còn kiếp nào mình mê thì mình không tu. Quý vị đừng bao giờ nghĩ mình là dạng Bồ Tát phát nguyện thành lời nha. Tại vì cái dạng Bồ Tát phát nguyện thành lời á, nó có những cái pháp như sau. Một á, là chân thật ba la mật. Hai là quyết định ba la mật, mà chỉ riêng cái chân thật ba la mật không thôi đó. Cái thứ ba là cái giới hạnh ba la mật. Khi anh Bồ Tát anh đã phát nguyện thành lời rồi đó, cái chuyện đầu tiên là anh phải giữ giới. Anh giữ giới ở cái tùy theo cái giới hạnh của anh, cái phạm vi của anh. Cư sĩ thì giữ năm giới, còn người xuất gia sa di 10 giới, tỷ kheo 227 giới, bắt quyền 250 giới. Anh phải giữ tròn giới, anh không được phạm bất kỳ một giới nào, thì anh mới hoàn thành được, anh mới bổ túc được cái ba la mật về giới. Còn nếu như anh không có giữ được giới là một này, rồi thì anh không giữ được giới là anh sẽ làm cho cái giới hạnh ba la mật của anh nó bị ô nhiễm. Thì làm sao anh dám mở miệng anh nói là anh là cái người Bồ Tát phát nguyện thành lời ha. Đó là chưa kể đó, một khi anh phát nguyện thành lời á, là người ta xin cái gì anh phải cho cái đó. Người ta xin cái tay, dù người ta xin thử chơi cho vui, người ta xin con mắt, người ta xin thử chơi cho vui, anh phải tự tay anh chặt tay anh cho người ta, tự tay anh móc mắt anh cho người ta, anh có dám không? Hỏi thiệt lòng mình thì có dám không? Nếu như mình làm không được á, thì cái bố thí ba la mật mình không có tròn, rồi cái chân thật ba la mật mình cũng không có tròn, tại vì mình dám nói mà mình không dám làm. Thì như vậy á, là mình chỉ là cái dạng mà nói chơi, nói dẫn chơi thôi, chứ mình không phải là dạng được Phật thọ, phát nguyện thành lời. Cho nên á, những cái người nha, sư nhắc luôn, những người miệng mở ra mà nói là tuyên bố là nguyện thành chánh đẳng giác nhưng mà làm không được, thì cái đó, bản thân cái việc đó là nó chứng tỏ là vị ấy chưa phải là hạng phát nguyện thành lời. Tại sao sư nói nhiều như vậy? Là để cho quý vị thấy á, là cái chuyện tu thành quả vị chánh đẳng giác nó rất là lâu xa. Mà trong tất cả các cái ba la mật á, nó có một cái là Atithana Parami, là cái quyết định ba la mật nha, hoặc còn gọi là chí nguyện ba la mật. Thì mình quyết định cái gì? Mình quyết định á, là đời nào mà tôi sanh làm người, làm trời, thì tôi sẽ tiếp tục vun bồi ba la mật. Mình phải quyết định cái đó. Còn nếu như mình không tự tin vào khả năng của mình thì xin thưa là đừng phát nguyện chánh đẳng giác. Bởi vì
Bồ Tát Chánh Đẳng Giác khi mà Ngài phát nguyện trong tâm là Ngài có sự quyết định, Ngài tin chắc như vậy và Ngài khẳng định là Ngài sẽ làm được. Thành ra là mới gọi là Tam Thiên Đại Thiên chỉ có một người. Vô số chúng sanh chỉ có một người. Cái số mà nguyện thành Chánh Đẳng Giác nhiều lắm. Nhưng mà trong số đó, đó có những người á, gọi là không tự lượng sức mình. Nguyện thì nguyện mà không tự lượng sức mình, dẫn đến là đời sau mình như quý vị nói đây đó, là bị cuốn theo những cái tài sắc danh thực thùy. Mình bị cuốn theo rồi mình quên mất cái chí nguyện của mình. Cho quý vị biết nha, nha. Hằng hà sa số chúng sanh phát nguyện Chánh Đẳng Giác. Khi mà một vị Chánh Đẳng Giác ra đời, tức là một Đức Thế Tôn ra đời, hằng hà sa số chúng sanh phát nguyện Chánh Đẳng Giác mà được mà thành á, được mà thành á, chưa chắc được một, chưa chắc được một, báo cho quý vị biết. Thành ra cái chuyện này là cái chuyện mà nó rất là khó chứ không phải đơn giản. Và nó có thể rơi rất nửa chừng, và phải nói là tuyệt đại đa số là rơi rất sạch. Một là rơi sạch rồi cứ quay lại tiếp tục là phàm. Hai là đổi nguyện thành độc giác hoặc là thành thinh văn giác đó. Còn nếu như quý vị muốn thì sư nói rồi, là mình phải có cái chí nguyện, mình quyết tâm quyết định và mình tin chắc là đời sau mình cũng sẽ như vậy. Và đời nay mình cũng phải tu dữ dằn lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Thì còn nếu không thì sư không chắc, không ai chắc được hết trơn. Hằng hà sa số chúng sanh phát nguyện Chánh Đẳng Giác mà không được một, cho nên là quả vị Chánh Đẳng Giác mới đáng quý. Chứ dễ như vậy thì Chánh Đẳng Giác đã đầy hết là chúng sanh được nhờ rồi. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ quan điểm của mình. Có khi Đại Đức sẽ có cái suy nghĩ khác không chừng. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây cái câu hỏi thì là cái vị này hỏi là phát nguyện thực hành ba la mật. Có nghĩa là phát nguyện nằm ở mức phát nguyện thôi cho đến khi thành tựu giải thoát đó. Mà lại là mong mỏi là làm sao mà để người ấy tiếp tục duy trì thực hành mà không bị các pháp thế gian đó. Pháp thế gian ở đây là gì? Thưa quý vị, pháp thế gian mà Đức Phật nói ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, đó chính là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, ca tụng, khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Có nghĩa là câu hỏi ở đây đặt ra là phát nguyện nhưng mà làm sao để mong muốn những kiếp sau đó, là không bị 80 pháp đó nó chi phối. Thưa quý vị, Đức Hạnh Tuệ cũng có nói một cái câu mà sư cũng đồng ý quan điểm, đó là nếu mình muốn như vậy á thì ngoài cái việc phát nguyện á, ngay trong hiện tại nè mình làm nó phải dữ dằn lắm. Mà quý sư ở đây nhắc quý vị hoài đó, có nghĩa là sao? Nếu chúng ta đã biết 10 cái ba la mật, 10 cái phẩm chất hoàn hảo này nè, 10 cái phẩm chất huân tập này nè, đưa đến giải thoát khỏi tử luân hồi, thì ngay trong hiện tại chúng ta phải làm cực lực, làm những cái quả phước ba la mật đó, liên quan đến ba la mật nào là phải lớn lao đó, làm không gián đoạn, không ngừng nghỉ đó, thì hiển nhiên nếu quý vị làm được như điều mà sư nói á, không lớn lao nè, không gián đoạn, không ngừng nghỉ nè, làm đúng nha, làm đúng nè, chính xác là làm đúng nè, phải làm đúng nè, làm đúng theo tinh thần mà lời dạy của Đức Phật, thì cái đó bây giờ mới đảm bảo nha. Thì cái đó quý sư mới đảm bảo cho quý vị là những kiếp trong trên tử luân hồi quý vị thì quý vị khó mà bị các pháp thế gian, 8 pháp thế gian mà sư đề cập mà quên mất việc tu học đó. Cho nên vấn đề nó cũng khá đơn giản thưa quý vị, nhưng mà có một cái điểm đặc biệt này nè sư muốn bổ sung thêm cho quý vị để quý vị hiểu rõ. Như trường hợp á của Bồ Tát Toàn Giác, thì khi mà Ngài á,
được Phật toàn giác thọ ký là trong tương lai sẽ là một vị Phật toàn giác, thì khi đó là ngài được gọi là Bồ Tát toàn giác, thưa vị, Bồ Tát toàn giác. Thì trong chú giải có nói là trong suốt cái hành trình đó 40 A Tăng Kỳ, 100 ngày đại kiếp đó, cho dù là dưới hình tướng của người hay là thú hay là có thể là dọa giả so thiên đó, nhưng mà chung quy á, ngài tu tập thiền minh sát, tức là thiền viên vipassana, thưa vị, hay gọi từ thí niệm xứ đó, rất là thuần thục. Nhưng mà ngài tu đến tuệ hành xả thôi, tức là tại thứ 11 đó, ngài đạt tới nhân giác đó. Để chính vì như vậy đó, đó là cái nhân cái duyên không để cho ngài trong suốt trình tử luân hồi ngài luôn gắn gắn bó với cái phương pháp thực hành đó. Cho nên cái vấn đề mà 8 cái pháp thế gian này nè, nó khó mà chi phối ngài. Thì tại sao mà sư kể cái vấn đề này? Xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta có ý thức được cái sự đau khổ trong sinh tử luân hồi, thì chúng ta hãy cố gắng có một cái đời sống mà chánh niệm tỉnh giác, như Đức Thế Tôn thuyết giảng trong tinh thần kinh Tứ Niệm Xứ. Mình phải luôn sống cái điều đó. Ngay cả quý vị biết đó, trong bài kinh tướng thì xin lỗi quý vị, đó là bài kinh Vị Tăng Hữu, có nghĩa là những cái điều mà vi diệu của một vị Bồ Tát mà đản sanh. Thì Đức Phật Toàn Giác ngài nói là những cái điều vi diệu mà khi mà của Bồ Tát khi mà ngài đản sanh ra, ngài kể cho ngài đang 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 nghe. Nhưng mà có một câu mà sư rất là tâm đắc, mà sư đã từng nói trên một buổi giảng live khác rồi, nhưng mà sư vẫn nhắc lại. Có một cái điều, có một cái phẩm chất mà Đức Thế Tôn nói gì này, thì Đức Thế Tôn mới nói là này Như là này Ananda, ngoài các phẩm chất mà Như Lai á vừa nói xong á, có một phẩm chất này á mà nên lưu ý, đó là phẩm chất gì? Phẩm chất mà phải luôn có một cái đời sống chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sao? Bởi vì cái đời sống chánh niệm tỉnh giác này nè, khi mình biết được là tâm mình đang nghĩ gì, đúng không, mình là tâm thiện hay tâm bất thiện, đúng không, thì đồng nghĩa là mình nói á, cái lời nói của mình á, khẩu khẩu của mình á, là thiện hay là bất thiện, và cái hành động mình là thiện bất thiện, thì khi đó đó thì mình mới tránh xa được những cái ô nhiễm trong nội tâm và những cái tác động ở bên trong lẫn bên ngoài, và mình mới như bằng là không bị chi phối bởi cái tám pháp thế gian. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư cũng có lời khuyên cho quý vị là ngoài cái việc mà Đức Hạnh Tuệ và sư đây khuyên quý vị là mình đã biết ba la mật, mình có sự tầm cầu giải thoát, thì hiện tại mình phải làm liên tục, làm lớn lao, làm không gián đoạn, thì mình phải sống với đời sống chánh niệm tỉnh giác theo đúng tinh thần của bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, đó là thực hành thiền tuệ thiền hay thiền vipassana. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Sư phải an trú trong từ tâm, và sư xem cái người bình luận như một cái đứa con của mình. Mà một đứa con khi mà nó hiểu sai thì mình cần phải nói như thế nào? Nói như thế này. Ở trong kinh Ví Dụ Con Rắn, Đức Phật nói khi mà một người mà thiếu kinh nghiệm, không có hiểu biết mà bắt rắn, họ sẽ bắt không đúng cách. Mà họ bắt không đúng cách như vậy, họ sẽ bị rắn cắn. Còn cái người mà họ một cách thuần thục, họ biết cách bắt rắn, thì khi họ bắt như vậy, họ sẽ không bị rắn cắn. Cũng tương tự như vậy, với những ai mà học kinh, đọc pháp mà không có hiểu lời Phật dạy, không có hiểu ý nghĩa trong đó, thì nó giống như một người bắt rắn mà bắt sai cách như vậy. Nó sẽ bị rắn cắn. Cũng vậy đó. Cái người đọc kinh mà không hiểu kinh thì họ sẽ bị đau khổ lâu dài.
Chính bởi vì lẽ đó mà sư đẩy mạnh cái công trình là dịch thuật chú giải để cho tăng ni Việt Nam mình khi mà giảng dạy thì các vị đó sẽ có căn cứ một cách đúng đắn. Và khi mà các vị đó có căn cứ một cách đúng đắn, các vị đó dạy thì các vị đó sẽ hướng người Phật tử có những cái suy nghĩ đúng đắn. Quý vị có tin không? Trong một bài kinh mà có những cái sư thấy quý vị không thấy. Không phải tại sư giỏi không quý vị, mà tại vì sư nghiên cứu nhiều, sư đọc nhiều, kinh nghiệm tu của sư nhiều. Cái nhìn của sư ấy, nó ít bị che phủ bởi dục vọng, ít bị che phủ bởi ngã mạn, ít bị che phủ bởi sân hận. Thành ra đó, cái nhìn của mấy sư nó không bị những cái lăng kính ô nhiễm nó làm che mờ, không bị ít ít sư chỉ dám nói ít ít bị những cái lăng kính như là cái sự thiếu hiểu biết, cái sự si mê nó che mờ. Chính bởi vì như vậy, quý vị đọc cái bao câu bình luận mà Bồ Tát từng nói trong kiếp quá khứ thời Đức Phật Ca Diếp rằng thành Phật đâu có dễ, vì khinh mạng đó nên ngài phải mất 6 năm khổ hạnh. Sư nói thành Phật đâu có dễ, sư có sợ không? Cái người hỏi nên xem lại cái tâm của mình khi mà mình gõ những cái dòng chữ đó, mình gõ bằng tâm gì? Mà sư e là do mình không có tu tập, cho nên mình không nhận ra, rồi nó rất dễ dẫn đến cái tình huống là tự mình lừa mình dối người. Sư biết là sư đang nói cái gì. Thành ra là khi mà sư nói, khi mà sư trả lời câu hỏi này, sư phải an trú trong từ tâm để sư coi đây là một cái đứa con, mà một đứa con nó hiểu sai, một đứa con nó chuẩn bị bắt rắn sai mà chuẩn bị rắn cắn, thì sư phải nhắc để cho nó biết là khi mà mình nói như thế, mình phải coi coi tâm của mình là tâm gì. Và sư biết là khi sư nói, tâm của sư không có sự ngã mạn coi thường một vị chánh đẳng giác. Nhớ giùm nha. Bồ Tát trong quá khứ khi ngài nói là ngài, cái tâm ngài là ngài ngã mạn đối với một vị chánh đẳng giác. Còn khi sư nói là sư kính trọng quả vị chánh đẳng giác, cho nên sư biết cái khó, cái khổ của nó. Và sư biết vị chánh đẳng giác là ai, cho nên sư không có sự ngã mạn, sư coi thường. Mà sư là người chỉ rõ cho những người còn mê mờ, không biết rõ lối đi. Chỉ rõ cho những người còn ảo tưởng, người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh, nghĩ là mình có thể mà thực ra mình không thể. Chỉ cho những người họ muốn leo lên đỉnh núi mà họ bị cao huyết áp, bị cao máu, cao mỡ, cao đường, rồi thì thuốc thì không có đem, sức khỏe thì kém, vừa bị viêm phổi mà vừa bị giãn tĩnh mạch đó, mà đòi chinh phục đỉnh Everest, thì sư phải có trách nhiệm, sư nhắc rõ là con đường lên trên đó khó khăn tới cỡ nào, để cho họ bớt ảo tưởng về cái năng lực của mình. Và cái sự nói như thế hoàn toàn không phải xuất phát từ sự ngã mạn. Cho nên sư mong khi mà quý vị nghe thì mình có cái sự thấu hiểu, chứ không phải là mình chỉ đơn giản mình nghe một cách hời hợt. Và một cái nữa sư nhắc nè, là mình có thần thông hay không. Mình không có thần thông nha, mà mình dám cam đoan cái tâm của người khác là nó rất là kẹt nha, tại vì mình không có năng lực đọc tâm của người khác. Thành ra hãy cẩn trọng. Đó là lời khuyên hết sức chân thành của sư. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.